Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Thì cái video trước á, mình sẽ quay cho các bạn cùng xem là máy sàng lúa và máy cắt lúa chét ra rồi sẽ sàng. Mình cũng có quay cho các bạn cùng xem là máy sàng ốc. Thì hôm nay mình sẽ quay cho các bạn cùng xem là anh nông dân này anh chế cái máy sàng lúa Nhật các bạn. Thì thường đa phần á, là ở đây á, là mùa lúa Nhật á, thì cắt xong rồi người ta sẽ sàng cái lúa Nhật này, nó sẽ lẫn lộn đi những cái hột lúa ngang đó các bạn. Thì bây giờ ảnh sẽ sàng đây, thì cái quy trình hoạt động của cái máy này là rất là đơn giản. Thì ở phía dưới thì có cái motor này, motor nó sẽ chuyển lên đây, lên đây, và ảnh sẽ chế một cái cánh quạt. Cánh quạt này là cánh quạt thường mình thường sử dụng trong gia đình đó các bạn. Đây, nó sẽ thổi đi vào những cái cuộn gom và những cái hạt lúa ngang đây còn dính lại đây các bạn. Đây, thì ở phía trên cái bồn này là anh sẽ đổ lúa lên để mình đi lên cái bồn cho các bạn cùng xem. Đây, đây là cái phía trên bồn đây. À, lúa sẽ chạy từ từ xuống. Rồi cái hầm cái phía bên đây thì sẽ cho ra những cái hạt mà lúa lép và cộng. Thì đa phần là cái máy này ảnh đã chia sẻ với mình là cái máy này là ảnh sẽ sàng lúa để làm lúa giống các bạn. Tại vì lúa Nhật thì cũng không để cho lẫn lộn những hột lúa ngang được. Đây, đây là những cái lúa mà trên đã cho sàng xuống rồi các bạn. Đây nó sẽ cho ra từ từ cái này, những cái hột lúa chắc thì nó sẽ lọt phía dưới. Sẽ cho ra hai bên như thế này. Vô bao vậy, mình căng của em đúng bao 50kg rồi, bao như 25kg rồi. Rồi vậy xong là thảy lên căng đúng một bao chỉ là 25kg thôi các bạn. Cái máy này là mình tự chế hết, mình chế hết nhiêu tiền vậy anh? 20. À, thì cái máy này là mình chế hết 20 phải không? Rồi một ngày mình sàng được bao nhiêu tấn anh? 2 tấn. Thì một ngày thì anh nói luôn mình là tầm 2 tấn ngoài các bạn. Thì mình này mình sàng 1 tấn không? 1 tấn. Tấn gì nhiêu? 1 tấn. À, vậy là cái này là anh sàng 1 tấn các bạn. 1 tấn như vậy là 500 ngàn. Thì một ngày anh sàng tầm 2 tấn ngoài. Thấy cũng khá là ổn đấy. Giác lên ở trên phía cái bồn các bạn, sẽ đổ chạy tự nhiên xuống và nó sẽ tàn đi những cái cọng và những cái lúa ngang đi. Cái này là anh chế bằng cái motor. Để mình motor này hai ngửa đó. Phải không? Rồi anh chế từ cái motor hai ngửa các bạn. Thì cái này là
xong là hoạt động luôn. Đây lúa thì mỗi lần bồn thì phía đây thì có cánh quạt thổi đi, thổi những cái hạt lúa lép sang bên kia. Và những cái cọng gom nó sẽ dính lại đây nè các bạn. Đây, và gom và cọng. Thì cái dĩ này hình như cái dĩ này như là lưới, thấy cũng lưới mấy ta, coi cái dĩ này đúng là nông dân sáng tạo các bạn, ảnh chế độ tối tân luôn, độ chơi là lấy cái quạt gió luôn, độ tới cái quạt gió luôn. Rồi cái đó bị nghẹt hả, bị nghẹt là mình nó thường hay lúa xuống nó nghẹt cái này nè các bạn. Thì anh sẽ lấy cái cây mà để mình gạt xuống. Đây. Thì anh nói là anh chế là tầm 20 triệu mà một ngày anh sàng tầm 2 tấn ngoài đến 3 tấn. Thì một tấn vậy là anh một tấn 500, là như vậy là cũng khá là ok các bạn. Đây còn cái phía dưới lưới này nó sẽ hạt cắt và nó sẽ sàn lại. Đây thêm đây. Cái này như hạt lép thì phải. Đúng rồi các bạn, cái này là hạt lép, mình xin lỗi, mình nói là hạt lép nó sẽ xuống dưới này và nó sẽ giữ lại đây, nó sẽ nằm lại. Những hạt chắc thì nó sẽ đi qua bên đây và qua bên đây. Ha. Nó sẽ có hai đường ra nha. Rồi như vậy là đủ 25 kg, là anh sẽ thấy ảnh sẽ cân đủ 25 kg. Cái này mình về chắc người ta về làm giống hả? Cái này là người ta sàng về làm giống á các bạn, tại vì làm giống thì lúa Nhật, cái này là lúa Nhật, nó sẽ để không cho lẫn lộn với những cái hạt lúa ngang á. Đây, còn đây là những cái hạt lép và những cái cọng sẽ cái cánh quạt bên kia nó sẽ thổi qua bên đây. Đây là những cái hạt lép. Thì anh cứ đổ một bao lên máy, lên xong nó sẽ tự động nó sẽ chạy xuống đây, và nhiệm vụ của ảnh là chỉ là coi và sàng những cái lúa mà cọng nó sẽ bị nghẹt dính lại thì ảnh sẽ gạt đi, và xong đủ 25 kg thì ra ngoài này thì ảnh sẽ căng vào cuộc bao để lại. Thì thường thì lúa giống thì bao chỉ có 25 kg. Đây, thì cái sàn ở phía dưới thì đa phần thì mình thấy cái này là sắt V nè. Cái sườn ở dưới cũng khá là đơn giản nhưng mà nó hiệu quả các bạn. Anh chế mình thấy là to là sắt V không à. Đây phía dưới là cái sàn phía dưới đây. Cái này theo mình biết thì V4 thì phải.
Thì ở trên anh cũng có trang bị cho mình một cây dù nữa. Thì cái dù này thì để cho nó che mát các bạn. Rồi đến khi mà ở phía trên hết thì anh sẽ nhiệm vụ của anh là chỉ là dắt rau lúa lên để lên phía trên này đổ xuống là mà nó sẽ chạy từ từ xuống, vì nó sẽ không chạy xuống nhanh các bạn, nó sẽ cho đi xuống từ từ để mà nó sàn ở phía dưới, nó sàn đi ra kịp. Thì anh cũng chia sẻ là cái máy này là anh chế 20 triệu mà một ngày anh sàn như vậy là 2 tấn ngoài, tầm 2 tấn rưỡi. Thì một ngày anh cũng thu nhập cũng là 1 triệu mấy một ngày các bạn. Thì so với cái tiền mà anh chế cái máy và công việc của anh thì rất là, theo mình thấy thì cũng là khá là ổn đó các bạn. Rồi, cái video mình cũng xin kết thúc video tại đây á. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo á.